Chào các bé, năm mới sắp đến rồi. Hôm nay chị và các bé sẽ cùng nhau vẽ chú gà chibi dễ thương chào mừng Tết đến nhé. Chúng mình lấy giấy bút và bắt đầu vẽ thôi nào. Cách vẽ chú gà chibi cực kỳ đơn giản luôn đó các bé. Đầu tiên, chúng mình vẽ một hình vuông thật to. Bên trong hình vuông, các bé vẽ 3 đường thẳng và 2 đường ngang như hình nhé. Sau đó, chúng mình vẽ một đường cong lớn như hình để làm thân gà. Tiếp theo là vẽ cái màu gà xinh xinh phía trên đỉnh đầu. Thêm cái đuôi nhỏ nhỏ phía sau cho chú gà của chúng ta nhé. Bây giờ, chúng mình vẽ thêm đôi mắt tròn. Ở giữa đôi mắt, chúng mình vẽ thêm cái miệng nhỏ xinh nữa nhé. Chúng mình cùng vẽ thêm đôi cánh và hai chân bằng những nét cong đơn giản như hình nha. Vậy là đã xong phần tạo hình rồi đó các bé. Chúng mình dùng gôm bôi đi những nét thừa. Sau khi bôi hết những nét thừa, mình phải nhớ dùng bút chì tô lại những nét chính nhé. Gà của chúng mình đã sẵn sàng để tô màu rồi. Đầu tiên, chúng mình sẽ dùng màu đỏ tươi để tô cho chiếc màu sặc sỡ của chú gà chibi nhé. Màu vàng tươi thì chúng mình tô cho thân và cánh nè. Các bé chú ý tô thật cẩn thận để không bị lem nhé. Bây giờ, lấy thêm một chút màu cam để tô cái miệng xinh xinh và hai chân của chú gà chibi nào. Một chút màu xanh lá cây để tô điểm chiếc đuôi thêm lộng lẫy. Màu đen, viền lại đôi mắt cho đẹp và to hơn nhé các bé. Cuối cùng, chúng mình dùng màu cam và xanh để tô viền cho chú gà chibi như hình nhé. Dễ thương quá đi thôi. Chú các bé vẽ thật đẹp nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin ăn giúp trời. Các bé ơi,
Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ một chú quỷ lùn tuy cáu kỉnh nhưng rất dũng cảm trong bộ phim hoạt hình Jones, quỷ lùn tinh nghịch. Đó chính là bạn Grange. Chúng ta cùng bắt tay vào vẽ thôi nào. Đầu tiên, tụi mình vẽ một hình chữ nhật to. Bên trong hình chữ nhật